Bây giờ là 4 giờ 45 phút, anh em đã dậy chuẩn bị đồ rồi. 5 giờ 15 là anh em phải gửi đồ để chuẩn bị xuất phát. Đây là cái ổ của anh em. Tới Mặt Trăng thì là mỗi khách sạn. Đây là khách sạn Tân Bình ở Quảng Bình. Không thấy gì hết. Chia nhau ra mỗi người vô toilet là 15-20 phút. Sau đó là chuẩn bị đồ xếp gọn gàng sẵn sàng. Và ngồi chờ như vậy. Quảng trường Quảng Bình, thành phố Đồng Hới. Đây là quảng trường Quảng Bình. Và đây là công viên tập trung của các vận động viên chuẩn bị. Ồ, có cái bạc đảo á. Chuẩn bị trận tiếp theo, trận Quảng Bình và thành phố Huế. Tổng chiều dài là 162 km. Và sáng ngày hôm nay thì khoảng tầm 6 giờ 30 là sẽ điểm danh và 6 giờ 45 sẽ xuất phát. Về Huế thì đoàn sẽ được ở 2 ngày. Một ngày là nghỉ ngơi và lý là vừa về tới là sẽ nghỉ ngơi. Sau đó là một chặng ski đua vòng quanh Tràng Tiền Phú Xuân. Mời cả nhà đón xem. Tiền Phương và Phú Xuân khá là đông. Có người sáng nay mất sổ gạo. Thank you.
đi chị ơi. Dạ đoàn ưu tiên tới chị phải nhường chị xét về giùm em đi. Vô đây đi chị. Đoàn ưu tiên tới chị phải chờ một xíu em.
30 giây, 1 phút 30 giây.
phê Song Hương. Bơ phở. Bơ phở. Cưới ơi. Rối ren. Về quê nhớ vợ quá. Đó đầu dọc đi anh thêm nhiều. Không, cái này dọc quá là nó sẽ bị ấy, không ra được anh. Dạ. Yeah. Yeah. Vậy là được không? Tại vì lát nữa thì có gì người ta đậu bên kia thôi. Hơn 60 á. Anh Sang. Bữa chạy CB ski đó, mình quay lên rồi bây giờ bữa nay ảnh chạy win. Xin chào tất cả các bạn. Đường nắng đuối quá. Đi hết các xe trong đội. Nhận mọi thể loại. Cái đồ Việt Nam. Rớt lại cam rồi. Rớt lại cam hả? Qua. Wow. Rớt cầu thường lương á. Mất luôn hả? Hả? Mất luôn hay sao? Lụm được. Nhưng mà xong lên rớt mất sợi dây rồi đâu có bay được đâu. Sợi dây gì? Dây đổ tên. Sợi cái robot. Rồi xong. Việt Nam mất lại cam rồi cả nhà. Chia buồn cùng anh. À đồ nhầm mất sợi dây thôi mà. Mà cái con flycam nó có bị gì không? Không biết nữa. Nay về khỏe quá ha. Ai cũng khỏe nha. Khỏe không anh? À, Toàn đã tới khách sạn nhà khách Song Hương hả? Rồi ok. Khách Song Hương. Đây là xe chở đồ nè. Mỗi lần tới nơi thì bắt đầu anh em sẽ phải mang đồ xuống đó, mang đồ xuống nhận đồ. Xe sẽ chở cả có cả nước đồ này nọ cho đoàn luôn. Chết đó. Chở từ Sài Gòn ra chưa cho nó ăn đó. Chết á, cho nó ăn cỏ đi, kệ nó cỏ kìa, thả nó ra cho nó ăn đi. Ông này ông chở đồ cho đoàn chắc phải bao nhiêu năm rồi. Nhiêu năm rồi anh? 20 mấy năm rồi. Kiếp. Chở mà giờ riết biết hết rồi. Luôn, còn đôi dép của ai? Còn đôi dép của ai? Dép của ai đi xuống ra rồi khỏi luôn rồi. Tạm biệt cả nhà. Hẹn cả nhà vào ski vòng quanh thành phố Huế. Anh em bắt đầu đi ăn trưa. Giới thiệu với cả nhà đây. Bánh ướt bún thịt nướng Huyền Anh, địa chỉ 50 Kim Liên. Tới Huế là phải ăn món này. Trưa nay mình sẽ review món này. Quán đặc lắm. Đây trên lầu nữa. Đây là bảng giá. Nước mắm và ớt. Ở trên lầu còn nữa hả anh? Trên lầu còn á. Cái này là một phần anh. Dạ, một phần một người. Một phần một người hả? Cái một phần này là bao nhiêu tiền? 25.000. Ủa mình kêu thêm thịt nướng gì nữa chứ đại ca hả? Không. Ba gì thịt nướng? Ba gì thịt nướng? Ba gì thịt nướng? Chủ yếu lại đúng.
ngày. Đây là một phần 25 ngày. Đang quay cái. Đang quay mà. Giật lên đấy. Đây, nước ấm sệt này. Lên mà cả nhà ngồi. Rồi chi số. Em ơi cho anh hai cây lắm á. Cảm ơn. Cái này nước mắm không? Cái này là nước chấm này. Như ai muốn chấm gì chấm này. Mới cho cái gì á. Chỉ tích nước 70 ngàn. Đâu. Tại đến cho em bán nước. Thôi cho 40 nữa. Mở lên. Cho mấy lon bẻ ốc đi. Con là 30 ngàn. Cho em gì đâu? 30 ngàn một con. Nhiều quá, nhiều hết chưa? Chuyện nó kéo lên quá rồi. Ngon quá, hả? Cái chén. Ai muốn rồi, ai muốn cà đá rồi. Cà đá rồi. Cà đá rồi. Chục ly nha. Ừ, chục ly rồi đó. Cà đi. Cà đi. Cà đi. Cà đá. Không uống trà đá đi, không uống này đâu. Em qua đó. Trà đá nha em ơi. Uống ly đi. Uống ly đi hả? Sao anh cho trà đá mà không gì điện nha. Cô này ăn bứa thử á. 30 nghìn. Nước lèo. Là nước lèo. Nước lèo. Thì là có bà bán gì chơi. Chợ Tân Bình mình á. Chợ Tân Bình mình buổi chiều có bà mình đó. Có chết đi bán. Cái này xong rồi chan nước mắm nữa. Là hai thứ luôn hả? Ừ, chan cả hai. Để nước lèo. Đây nè. Phải. Mới nói đó. Hai thứ luôn. Hai thứ luôn, hai thứ vô thành nước lèo. Dầm nữa hả? Dầm hai đầu hả? Dầm nữa hả? Hai đầu nữa, hai đầu. Nó còn hai cục nè. Được lấy cho hết chứ. Người ta hay chỗ.
dư hết rồi kìa. Dư Việt Vương à. Cái nào mà còn dư đưa qua cho anh Minh. Trời, có anh Minh ở dưới lo gì. Sao đưa qua đây. Tiếp tục là hậu quả của ngày hôm nay. Trưa hôm nay 1.296.000.